C đầu là 4. Vâng, vài pan là rất khỏe. Bầy yêu 5, hai con voi, một bãi cỏ phụ 6. Một bài có thể nói là cơ bản dành cho bạn, nhưng đời bạn cơ bản đấy là bài quá khỏe. Vâng, anh em thấy như nào thì có thể like, share cũng như là ủng hộ game thủ xi măng với những buổi liver của anh ấy, cũng như là mình ủng hộ đội ngũ kỹ thuật viên, bình luận viên của Vec. Vâng, anh Trèo Đen, vâng, vừa rồi là em cũng không để ý đâu, khi quay sang máy game thủ Hoàng Anh Nhi thì bên bạn đã quit luôn rồi. Quay sang thì bên bạn đã quit luôn rồi, nên cũng không để ý cái tình huống mà dân ăn nhiều của game thủ xi măng nữa. Vâng, vậy là 3-1, chúng ta có xê đấu đầu tiên thuận lợi. Vâng, em đợi trong một chút lát, chúng ta có xê đấu tiếp theo. Vâng, cố gắng làm thêm 2 xê nữa, vậy là buổi chiều hôm nay là sẽ đủ chỉ tiêu. Vâng, chào anh Đào Tiến, người chia sẻ. Đào Tiến à? Vâng, em tưởng Đào Tiên cơ. Vâng, vậy là chúng ta đến với trận đấu thứ hai thôi. Trận đấu thứ hai. À, vâng, buổi chiều hôm nay cũng có rất nhiều kèo anh ạ. Tối thì chắc chắn cũng có kèo thôi. Vâng, đây rồi. Hittian. Vâng, đây là, vâng, vậy là Exhibit Baby. Vâng, vậy là con cân. Xi măng cầm Baby. Hoàng Mai Nhi cầm hit. Thùy Mạnh cầm bé Zip. Vâng, phải nhìn quân thật kỹ anh em ạ. Hai trận vừa rồi nhập quân thằng ngáo thôi. Công cầm hit. Vâng, vậy là quân cân phớ. Không biết bên kia sẽ là con Zip hay con hit anh cung đây. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhớ bài cầm hit của anh. Rừng rú đã có. Bảy hiêu của bảy bãi quả đã là 6 cây. Vậy đã ổn rồi. Còn đây là baby của game thủ xi măng. Vâng, sẽ là đánh chém. Vâng, vậy là có bãi quả phụ rồi. Hai con voi. Vâng, hai con voi luôn. Vậy là ổn. Có biết bầy hưu đầu ở đây, đây đây đây, vừa nói xong cứ mở mồm ra nó cái gì mà hiện ra cái đấy. Ô, cái gì vậy? Vâng, lại có thêm một con voi nữa kìa. Hai nữa thì thôi, chưa thấy cái thủ xi măng soi, nhưng mà một con cũng được, nhưng mà hai con thế là được hơn một chút. Ba thì số nó không được đẹp cho lắm, bốn sẽ là số tròn hơn một chút, chẵn hơn. Ôi, ba là hồi ba cũng được, một bãi quả phụ 5. Và bãi quả phụ này vị trí đóng gò nó sẽ là không được đẹp cho lắm, nhưng mà cũng ổn thôi khi có ba voi về rồi. Ba voi, một hiêu và một bãi quả phụ. Vâng, vậy bài này sẽ là ổn, ổn đấy từ xi măng. Bên kia là game thủ công 9%. Vâng, báo về là bị tóm mất con voi rồi, không biết là ai tóm đây. Vâng, khả năng sẽ là một tình huống là em nghĩ là xi măng sẽ khả năng sẽ chập chéo cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Sao vậy? Không khí nó chết dần đến từ game thủ xi măng. Đây là một bầy yêu đầu với 6 con. Vâng, sẽ là bầy một cái S nhân đôi. À không rồi, phải là sẽ đặt chỗ S đẹp, ưu tiên S đẹp hơn. Còn nếu đặt vào kia thì làm một chiếc S nhân đôi. Rồi, vâng, vẫn sẽ đẩy, vẫn là chiếc S nhân đôi thôi. Rồi,
Vâng anh em, em báo anh em là khoảng thời gian này sẽ là có các những kèo buổi sáng nhé. Rất mong anh em là chú ý theo dõi những thông báo. Khi bây giờ buổi sáng là bên em sẽ phát kèo. Buổi sáng cũng sẽ có kèo anh em ạ. Còn đây rồi. Cô con đá con hiêu kia đẹp đấy, có thể là 25 dân và 7-40 với game thủ xi măng. Vâng, cái bãi quả này nó mọc không đúng chỗ. Vâng, vậy là sẽ đầu bài lên được 7-40 với xi măng. Còn đây là game thủ Hoàng Minh Nhi 26 dân. Vâng, sẽ rơi vào kích 8-30 và gần nhà màu 2 game thủ truy mệnh. Truy mệnh trên đấy cầm exit. Em nghĩ khả năng cao mệnh sẽ đánh chém rồi. Vòng bài báo về là mệnh ăn chung cả hiếu đầu với game thủ Hoàng Minh Nhi. Vậy là sẽ là bài Egypt chuẩn đến từ game thủ truy mệnh. Và 27 dân đến từ game thủ Hoàng Minh Nhi rất trâu dân. Khi lượng đồ ăn của anh đang là rất nhiều với hai bãi quả phụ. Vẫn còn một bầy hiếu 6 nữa. Chỉ tiếc rằng thời điểm ban đầu báo về là bị câu mất một con voi. À vâng, báo về là anh đi lấy về chứ không phải là bị mất. Vâng, lấy được hai con thì có phải là tươi không? Nhưng mà không sao cả, thì bài này xi măng vẫn sẽ là lên đời đầu tiên thôi. Chúng ta ghé máy xi măng đi. Vâng, đúng vậy, măng vẫn là bài lên đời đầu tiên và sẽ là bài kích đầu tầm 10x rồi. Măng đang có dây quân bài là tương đối lồng, thì gần như là một mình anh vẫn đang thi đấu rất tốt để làm lề, để làm tiền đề cho game thủ Hoàng Minh Nhi. Đúng là khỏe và thế, đúng là thế của anh. Thế cầm cũng khỏe. Nào, mua giò chưa anh? Ô, lâng công rồi, vậy là đã mua giò. Đây, con giò đẩy đi rồi. Rồi, vậy là mất 3 chữ E để ký được bẫy vàng. Vâng, vậy là quyết định đẩy chéo luôn khi game thủ Hoàng Mai Nhi đối đầu với truy mệnh cầm Egypt. Công sẽ là đánh cung trận đấu này. Và công giữa nhà rơi vào thế 3 giờ. Rồi. Ra ruộng. Vâng, đây là cái gì? Vâng, ăn luôn cả con sư tử. Có thể thấy bài của game thủ truy mệnh yếu đến mức nào. 4-5 con nông dân đang cố gắng xả thịt con sư tử kia. Vâng, bài đánh cung đến từ truy mệnh luôn. Vâng, vậy là báo về là game thủ truy mệnh đánh cung. Vậy thì công sẽ đánh chém à? Vâng, một giò một tê. Vâng, đây này. Vâng, đây luôn. Vâng, đây là con giò của game thủ 9x công L2. Vâng, bài mệnh không biết bao giờ mới lên được đời. Lưng bánh xe luôn. Và một giò một tê, đây là tê của cung hít. Cực kỳ rát và khả năng là quýt luôn đến từ mệnh. Quýt không anh? Vâng, quýt luôn đến từ mệnh khi bài mệnh không lên được đời. Vâng, mệnh lên đời không biết đến từ bao giờ. Khi anh em có thể thấy là con sư tử thôi, game thủ truy mệnh cũng cố gắng lấy thịt. Vâng, vâng, khả năng là thấy giò chéo lên đấy. Đi qua thế, đi qua nhanh rồi mà. Nhưng mà chắc là khả năng là chéo lên đấy. Vâng, vậy là chúng ta lại có một trận thắng tiếp theo ở xế đấu thứ hai. Khi bài bên bạn đang rơi vào cái dây quân bài là chưa thấy hồi kết. Vâng, một tình huống mà 5 con dân xả thịt hai con sư, một con sư tử. Thì anh em có thể biết là bài Egypt là nó yếu đến mức nào. Vâng, vậy là 1-0 rồi. Lại xuân sẻ ở xế đấu thứ hai. Vâng, bây giờ mới có 2 giờ rưỡi 30 thôi. Không biết đã có kết thúc được 3 xe nhanh không. Vâng, vậy chúng ta đến với trận đấu thứ hai của xế đấu thứ hai thôi.